Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương vừa có quyết định điều chuyển bà Phạm Thanh Hương, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng vì liên quan đến đoạn video tố cáo công khai nhận tiền lót tay của doanh nghiệp ngay tại văn phòng làm việc được một tờ báo điện tử đăng cuối tháng 8. Theo đó, ngày 5 tháng 9, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu đã có quyết định điều chuyển bà Phạm Thanh Hương về văn phòng Cục xuất nhập khẩu để tập trung giải trình, kiểm điểm làm rõ vụ việc, cũng như toàn bộ hoạt động cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng trong thời gian qua.